xây tương thân tình trong đạo Phật, tùy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, chân thành cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài. Xin mời quý vị tiếp tục lắng lòng theo dõi chương trình. Dạ, kính bạch thầy, cũng trở lại cái câu hỏi mà liên quan tới cuộc sống. Thì chúng con thấy có nhiều người trong cuộc sống người ta bị tổn thương, có thể là vì người ta không có chịu đựng nổi những cái chỉ trích hay là những cái mà gièm pha, hoặc là có một số người người ta cái cuộc sống của người ta rất là thất bại trong mọi cái tình huống, ví dụ làm ăn hay là học hành này nọ. Và khi mà người ta bị cái sự thất bại như vậy, nhiều người còn đem hủy hoại cái mạng sống của mình nữa. Thì thưa thầy, kính bạch thầy, những cái trường hợp như vậy, khi mình gặp như vậy thì mình phải khuyên người ta như thế nào, hay là khi mà lỡ mình có đối diện với một cái tình huống mà cái cuộc sống mình nó bị tổn thương thì mình phải làm sao ạ? Cảm ơn cô Nhật Nguyên Huy. Thưa quý vị, Đức Phật dạy chúng ta trong cuộc sống của chúng ta cũng thường bị tổn thương, chứ không phải là cái cuộc sống nó như một cái tấm lụa hay là một cái tấm thảm đỏ để chúng ta bước đi. Đó là cái điều đương nhiên. Như vậy thì nếu mà chúng ta gặp những cái tình huống mà chúng ta bị tổn thương thì chúng ta phải làm như thế nào? Mà Đức Phật đã dạy chúng ta rằng là cái điều đó dù có lý hay là vô lý, hay là có ý hay là vô ý đối với tất cả chúng ta, nhiều lúc nó khiến người ta tổn thương, nhưng mà chúng ta có nên đáp trả lại không? Thì vấn đề đó mới cần yếu. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta nên nhẫn nại để mà nhận lại cái vấn đề đó, rồi chúng ta không có đáp trả lại cái điều đó, bởi vì chúng ta biết rằng là có những cái người bạn của mình, có những cái người đồng với cái tư tưởng của mình, hoặc là cái nghịch lại của họ, hoặc là đồng với cái niềm tin của mình, hoặc là ngược lại, nó có điều cái chỉ trích cả, chứ không phải là không. Cái chỉ trích đó, có người chỉ trích làm cho chúng ta tổn thương nhẹ, có người làm cho tổn thương nặng, có người làm cho tổn thương danh dự cả cuộc đời, nhưng mà không phải là làm cái sự tổn thương đó mà nó làm chúng ta hư hỏi cuộc đời, mà chính bản thân của chúng ta. Như Đức Phật dạy rằng, cái người nào đó không có thể tự làm cho mình xấu ác, người khác không có thể làm cho mình xấu ác, mà tự mình làm cho bản thân của mình xấu ác. Có thể là người khác không có làm cho mình được trong sạch, mà chính bản thân của mình mới làm cho mình trong sạch. Cho nên thưa quý vị, có những cái người họ suốt cả một cuộc đời họ để mà nghiền ngẫm trong vấn đề đó, họ mới được cái giải Nobel hòa bình, văn chương hay hóa học. Có những cái dân tộc mà họ phải bỏ ra nhiều trăm năm hoặc là nhiều chục năm họ mới giành được cái độc lập cho cái xứ sở của họ. Cho nên chúng ta cũng không có vội, mà chính bản thân của mình nên làm được cái điều gì cho bản thân hơn, chứ chúng ta đừng có chạy theo cái chỉ trích để mà tổn thương đó. Chúng ta không có theo cái việc đó, mà nếu mà chúng ta theo cái việc đó thì biết đâu chúng ta lại thất bại cũng nên. Cho nên xin quý vị rằng là, như là Đức Phật dạy, hãy tìm một cái cơ hội sống cho chính bản thân của chúng ta, chứ đừng có chạy theo cái sự tổn thương của họ. Ví dụ bây giờ họ nói như vậy thì chúng ta đáp trả ngay, thì xin quý vị nên tha thứ để nó được cái sự an lạc hơn. Đó là cái điều cần yếu. Và chính sự tha thứ đó đã nói lên một cái đạo đức của bản thân của mình và của người lương thiện của mình. Và chắc chắn một ngày nào đó thì mọi người cũng sẽ biết mình, và cái sự tổn thương ngày xưa đó nó không có còn nữa, tự động nó sẽ tan đi. Dạ, chúng con kính cảm ơn thầy. Dạ, kính bạch thầy, như lời thầy dạy lúc nãy là mình muốn giữ gìn cuộc sống mình là mình bằng cách trang điểm bên ngoài và bên trong. Thì nếu mà trang điểm bên ngoài thì ví dụ mình có điều kiện thì mình có thể mình làm được, như là mình trau chuốt thì nó dễ hơn. Nhưng mà còn trang điểm bên trong chúng con thấy nó cũng rất là khó. Thì kính bạch thầy hướng dẫn cho chúng con cái cách tu tập hay là làm gì để mà mình trang điểm cuộc sống bên trong của mình nó phong phú hơn ạ. Dạ. Chúng ta trang điểm cái
đạo đức ở bên trong với lại cái kiên nhẫn, nó mới khỏi xảy ra cái xung đột giữa cái người thân nhất của chúng ta cũng như những cái người bên cạnh của chúng ta. Có một cái câu chuyện rằng là có một cái anh hai vợ chồng mới cưới nhau, nhưng mà anh ta rất là thích để mà làm lụng những cái công việc trên cái máy vi tính, mà máy vi tính nó rất là đáng tiền. Khi mà máy vi tính mới ra thì anh ta nói anh ước phải mua được một cái máy vi tính xách tay để đi chỗ này chỗ nọ, anh làm việc được mới dễ dàng và anh ghi nhớ tất cả những cái gì mà anh đã làm. Thì cô vợ mới nói rằng là nếu mà anh mua cái máy vi tính thì tôi ly dị. Nhưng mà anh cương quyết, bởi vì cái sự nghiệp nó cũng cần thiết, cái điều đó nó có trách có hâm, cho nên anh ta mới mượn tiền mua và sau đó anh làm, anh thanh toán, anh trả. Có một lần thứ hai thì anh mua một cái xe rất là tốt, rồi sau đó anh cố gắng anh làm trả và anh thành tựu trên cái vấn đề đó. Cho nên chúng ta phải nhận định một cách có lý trí trên cái công việc làm của mình, nó mới thành tựu được. Muốn mà được cái cuộc sống nó thành tựu như vậy thì chúng ta một là phải kiên nhẫn, kiên nhẫn, và thứ hai là có đạo đức, thứ ba là phải tuân theo những cái luật lệ, đừng có đi theo những cái dấu vết mà của người đã thành công nhưng mà chưa chắc nó có đạo đức, hoặc giả là chúng ta nên tuân thủ những cái luật lệ thì nó sẽ thành tựu hơn. Còn nếu mà chúng ta không có tuân thủ bất cứ những cái luật lệ, như luật pháp, ví dụ như về đạo đức là như Đức Phật dạy, về tất cả những cái điều cấm để khỏi tác hại, về bên luật pháp của xã hội có nhiều cái luật mà chúng ta không có nên phạm phải, đó là cái điều hết sức cần yếu. Và cái bản chất ở bên ngoài nó luôn luôn nó thay đổi, nhưng mà chúng ta không có thay đổi thôi. Quý vị có nhớ cái câu chuyện rằng đi trên một cái dòng sông, mấy người đi qua thì có một vị thiền sư thấy có một cái con bọt cạp rớt dưới nước, thì ông ta mới dùng những cái nhánh cây để mà vớt nó lên. Vớt nó lên thì cái lần đầu thì ông ta bị cắn một lần, rồi nó rớt xuống thì đâu có dùng rớt xuống thì vớt lần thứ hai lên. Thì những người đi xung quanh báo rằng là con bò cạp dù có vớt lên, nó từ bi có cứu nó mấy đi nữa thì lên nó vẫn cắn người như vậy, thì thôi vớt chi. Thì vị thiền sư đó trả lời sao quý vị biết không? Cái bản năng cắn là của con bò cạp, còn cái bản chất từ bi cứu vớt mọi người là của tôi. Thì mình nên cố gắng mình làm những cái điều đó, chứ đừng có chạy theo cái người khác dù họ có ác hay là có xấu đi nữa, mình bỏ họ thì nó cũng tội nghiệp. Ví dụ như trong một cái gia đình mà chúng ta thấy một người bạn đời của mình hay là con cái của mình là có lỡ một cái lỗi lầm đó, mình mắng, mình vả, mình sỉ nhục chúng ta chẳng khác mà hành hạ họ, thậm chí họ quẩn ước họ, họ quyên sinh, thì cái đó sau này hối hận thì nó đã muộn rồi. Cho nên muốn sự thành công thì như những vấn đề mà chúng tôi đã trình bày cùng với quý vị như vậy. Dạ, dạ, chúng con kính cảm ơn thầy ạ. Dạ, kính bạch thầy, chúng con kính cung thỉnh thầy tóm lược ý nghĩa chính của hai bài kệ 129 và 130 mà nó có một cái sự hơi giống nhau, hơi tương tự đó, thì chúng con kính cung thỉnh thầy tóm lược lại ý nghĩa. Dạ. Thưa quý vị, cái bài kệ, hai bài nó giống nhau nhưng mà nó chỉ đổi một câu, tức là ai cũng run sợ trước cõi gặp, ai cũng mến thương cuộc sống còn, hay là ai cũng sợ cái sự chết chóc. Cho nên xét lòng mình biết người khác, đừng có giết và đừng bảo người giết. Đức Phật ở đây khuyên gắng là chúng ta đừng có làm tác hại đến cái kẻ khác. Và mình xét tới bản thân của mình yêu chuộng cuộc sống thế nào thì người khác cũng vậy. Cho nên đừng có hành hạ người khác, đừng có giết hại người khác. Muốn có được như vậy thì chúng ta phải có một cái trí tuệ để ứng xử trong cái cuộc sống của chúng ta. Chúng ta biết rằng một ngày nào đó rồi đây chúng ta cũng sẽ giả từ cái cuộc sống này, chứ chúng ta không có ở mãi trong cái cuộc sống này được. Nhưng mà chúng ta hãy cố gắng làm những cái điều gì tốt đẹp để đem lại sự tốt đẹp cho mỗi cá nhân của chúng ta. Cái điều đó, cái cuộc sống này nó cần phải trí tuệ. Cái trí tuệ đó chính là để xét duyệt cái bản thân của chúng ta. Nếu mà chúng ta không có trí tuệ thì dễ dàng thương hại người khác. Như là có một cái ông cụ bảo đứa cháu nội rằng là con cầm cái bát này, hai cái bát này
và hai đồng tiền này đi ra mua một đồng đường và một đồng muối. Rồi đi ra ngoài ngõ thì đứa cháu chạy vô nói rằng là cái bác nào là cái bác mua đường, đựng nào bác mà đựng muối thưa ông? Thì nói thì bác nào cũng được. Rồi đi ra ngồi ngõ chặt nó chạy vô, cái đồng nào là cái đồng mua đường và đồng nào là đồng mua muối thưa ông? Ông già anh dặn nó có bao nhiêu đó mà cũng biết, tát tay đứa nhỏ không làm thương hại. Cái chuyện đó nếu mà chúng ta dùng tâm từ bi thôi, đồng nào cũng được, đồng nào cũng tiền ngang nhau thì nó hay biết mấy, phải không quý vị? Cho nên chúng ta cần phải có trí tuệ mà Đức Phật dạy chúng ta để mà xét mình, để mà biết được cái việc khác. Như Đức Phật. Dạ, dạ, chúng con kính cảm ơn Thầy ạ. Dạ, và nếu quý vị có những thắc mắc về nhu cầu tâm linh hoặc những câu hỏi về Phật Pháp, xin quý vị hoan hỷ liên lạc về chùa Đường Ngự số phone là 714-890-9513 hoặc chùa Diệu Pháp ở số phone là 626-614-0566. Xin cảm ơn quý vị. Xây tương thân tình.